Song Hye-kyo tuyên bố không muốn nhớ đến Song Joong-ki. Chia sẻ của Song Hye-kyo ngay trước thềm tái xuất màn ảnh đang nhận được nhiều sự quan tâm. Sự trở lại của Song Hye-kyo với dự án truyền hình The Glory đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, trong buổi giao lưu với truyền thông để quảng bá cho bộ phim, nữ diễn viên đã có những trải lòng xoay quanh việc nhận lời tham gia một dự án có cái kết được tiết lộ sẽ không có happy ending. Nữ diễn viên bộc bạch, tôi bị thu hút nhiều hơn bởi những nhân vật có thể trải qua được nhiều nỗi đau hơn. Tôi cũng không thích những bộ phim có kết thúc có hậu. Tôi không nghĩ mình nhớ rõ những bộ phim kết thúc có hậu. Chia sẻ của Song Hye-kyo nhanh chóng nhận được nhiều lời bàn tán của dân mạng. Nhiều người cho rằng phải chăng Song Hye-kyo không còn muốn nhớ đến Song Hye-kyo bởi thực chất bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời mà cả hai đóng chung cũng là dự án xe duyên cho bộ đôi có một cái kết rất có hậu. Nói về The Glory, trong phim Song Hye-kyo đóng vai Moon Jong-eun, một giáo viên tại trường tiểu học tư thục Simyeong. Quá khứ, Moon Jong-eun từng bị bạo lực học đường và phải nghỉ học trung học, từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Moon Jong-eun mang nỗi uất hận đến khi trưởng thành, lên kế hoạch quy mô trả thù những kẻ từng ức hiếp và đứng ngoài nhìn cô chịu bắt nạt. Âm mưu của Moon Jong-eun khởi đầu bằng việc cô trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ từng hành hạ cô. The Glory cũng đánh dấu màn tái hợp của Song Hye-kyo và biên kịch Kim Eun-suk từ sau thành công của Hậu Duệ Mặt Trời vào năm 2016. Nhiều khán giả kỳ vọng The Glory dưới ngòi bút của Kim Eun-suk sẽ là bộ phim vực dậy sự nghiệp phim ảnh của Song Hye-kyo sau các dự án không mấy thành công. Phim sẽ lên sóng vào ngày 30 tháng 12 tới đây.